liên quan đến việc người tiêu dùng tại Việt Nam phản ánh về việc chai rượu Glenmorangie 10 năm tuổi do Glenmorangie sản xuất và được Moët Hennessy nhập khẩu xuất hiện dị vật lạ bên trong chai rượu. Trong buổi làm việc lần thứ hai với đại diện các bên liên quan, các phóng viên tiếp tục đưa ra những thắc mắc của người tiêu dùng tại Việt Nam liên quan đến việc xuất hiện dị vật bên trong chai rượu Glenmorangie. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Tuấn, người được Moët Hennessy tại Việt Nam ủy quyền tham gia vào buổi làm việc, lại từ chối cung cấp thông tin cho báo chí. Tôi đến đây với tư cách đại diện, trong đó đại diện của tôi toàn quyền, đúng. Nhưng toàn quyền không phải là toàn quyền. Tất cả câu chuyện này chỉ có toàn quyền trong việc là gì? Thỏa thuận mang chai rượu lưu phong mình cảm ơn ý kiến của bạn, nhưng mình nghĩ chắc thế là bạn rất giỏi về chuyên môn nào đó rồi, còn tớ thì nói thẳng là tớ rất dốt và tớ không có chuyên môn gì về rượu bia để mà khẳng định cả, được chưa bạn? Nếu các bạn muốn có thêm các thông tin khác, các bạn đề nghị Hennessy cung cấp. Tôi không biết các thông tin đó, được chưa? Việc tôi được ủy quyền và tôi có quyền quyết định, tức là tôi có quyền quyết định tôi trả lời thế nào và tôi làm cái gì. Theo giấy ủy quyền của Moët Hennessy tại Việt Nam nêu rất rõ, ông Nguyễn Quốc Tuấn được tham gia thay mặt đại diện Moët Hennessy tại Việt Nam, tham gia vào quá trình giải quyết tất cả các vấn đề, nghi vấn, phỏng đoán, điều tra liên quan đến sự việc trên. Ngoài ra, ông Tuấn còn có quyền trao đổi với và tham dự tất cả các cuộc họp với cơ quan chuyên môn về giám định và phân tích có liên quan. Bất kỳ cơ quan báo chí truyền thông nào, bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan, hoặc bằng lời hoặc văn bản. Như vậy, vị đại diện ủy quyền toàn quyền của Moët Hennessy tại Việt Nam có thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình? Có hay không, việc Moët Hennessy tại Việt Nam đang né tránh báo chí? Trong buổi làm việc thứ hai, cũng không có sự xuất hiện của phía nhà sản xuất Glenmorangie để giải quyết dứt điểm sự việc. Được biết, Glenmorangie là dòng rượu whisky nổi tiếng ở Scotland từ những năm 1843, được quảng cáo với quy trình sản xuất hoàn toàn khép kín. Hiện sản phẩm đang được giao bán ở nhiều nước trên thế giới. Việc xuất hiện dị vật bên trong chai rượu khiến người tiêu dùng lo ngại về chất lượng của nhãn hiệu loại rượu ngoài này. Hơn bao giờ hết, người tiêu dùng đang cần một câu trả lời thỏa đáng từ phía Glenmorangie và Moët Hennessy tại Việt Nam.